Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bền gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, cũng như tất cả mọi người chúng ta hầu như đã biết, cố nghệ sĩ Hoàng Lan đã ra đi vào ngày mùng 4 Tết. Sự ra đi của cố nghệ sĩ chấm dứt mọi sự đau đớn ở trên trần thế này. Vâng và chúng ta lại nhận thêm được một cái tin buồn nữa trong cái ngày Tết vừa rồi trong cái làng giải trí ở hải ngoại đó là ca sĩ Quang Toàn cũng đã mất mà theo như thông tin là cô ca sĩ đã mất vào ngày 29 Tết khi ở Việt Nam bay qua Mỹ và trong lúc mà anh trên đường về thì anh lại quay trở lại sân bay vì nhận lại những hành lý của mình có lẽ vì quá mệt mỏi hay như thế nào đó anh đã bị đột quỵ vào ngày 29 Tết và đây là những thông tin mà báo chí đăng và mình cũng xin chia sẻ lại cùng đến tất cả quý vị và cũng một lần xin chia buồn mặc dù chưa có quen biết hay là gì hết nhưng uh, chúng ta cũng xin được chia buồn với gia đình của ca sĩ Quang Toàn. Ca sĩ Quang Toàn qua đời vào ở tuổi 45. Ca sĩ Quang Toàn qua đời vì đột quỵ tại Mỹ. Hiện gia đình hoàn tất thủ tục để nhận thi hài từ cảnh sát. À, và đây thì uh, ca sĩ còn xin chia sẻ những tờ báo ở Mỹ và ở báo ở Việt Nam đã đưa tin. Trao đổi với Jin anh Bình Nguyên, người quản lý hiện tại của Quang Toàn, cho biết năm ca sĩ qua đời tại sân bay Los Angeles, California, Mỹ vào ngày 31 tháng 1, tức là ngày 29 Tết. Hiện người thân của Quang Toàn tại Mỹ hoàn tất các thủ tục để nhận thi hài anh từ cảnh sát địa phương. Anh Quang Toàn về Việt Nam đón Tết nguyên Đán sau đó trở lại Mỹ. Anh bị thất lạc một số hành lý, sau đó anh trở lại sân bay nhận đồ bị lạc thì bất ngờ lên cơn đột quỵ và không khỏi. Người quản lý của ca sĩ quan toàn xác nhận với Jin à, về thông tin nam ca sĩ quan toàn qua đời. Theo quản lý Bình Nguyên, ca sĩ quan toàn không có tiền sử đột quỵ hay bệnh lý nền, tuy nhiên những năm qua nam ca sĩ thường xuyên bị căng thẳng về tinh thần quản lý cho biết là hoàn toàn hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam và lẫn ca ở Mỹ. Theo anh và một số nghệ sĩ thân thiết, gia đình nam ca sĩ hiện không muốn chia sẻ thêm tin buồn. Sự ra đi của nam ca sĩ khiến gia đình đồng nghiệp thương tiếc. Ca sĩ Lưu Việt Hùng cho hay khi còn sống thì hoàn toàn là một người sống rất là tình cảm. Anh thường giúp đỡ đàn em, cởi mở với đồng nghiệp. Trong gia đình, Quán toàn là một người con hiếu thảo. Những năm gần đây á, thì uh, nam ca sĩ ở lại Mỹ nhiều hơn để chăm sóc cho mẹ của mình. Tôi và các đồng nghiệp đều rất sốc và bàn hoàng khi uh, nhận tin anh Toàn qua đời. Vừa mới đây thôi anh trở về từ Việt Nam, anh vẫn chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội. Lưu Việt Hùng chia sẻ. Ca sĩ quá tính Du thì uh, cho hay anh em từng hẹn gặp ăn uống cà phê khi trở lại Mỹ nhưng chưa kịp gặp nhau thì anh Toàn đã ra đi. Chia buồn cùng gia đình của anh Toàn. Diễn viên Hoàng Anh. Hoàng Anh là một người đồng nghiệp thân thiết nhất với Quang Toàn ở Mỹ. Anh thay mặt gia đình thông báo tin buồn trên trang cá nhân, nói với Jin. Nam diễn viên kể lại những ngày gần đây thì bạn bè không liên lạc được gì với lại Quang Toàn. Anh đã lái xe đến tận nhà riêng của nam ca sĩ thì mới được người thân trong gia đình thông báo tin buồn. Cảnh sát đã gọi điện và báo cho gia đình quán toàn anh bị đột quỵ lúc nhận kiện hàng tại sân bay. Hiện gia đình đã liên hệ với nhà hoàng và chờ cảnh sát liên lạc trả thi hài để làm lễ an táng. À, anh cho biết, ca sĩ quan toàn sinh năm 1977 tại Long An, năm 19 tuổi, anh định cư tại Mỹ và phát triển sự nghiệp tại đây anh là ca sĩ có tiếng tại hải ngoại ở thập niên 1990 với nhiều ca khúc như mùa thu còn đỏ tình lỡ trăm năm đôi bờ và tạ tình vâng đó là những gì mà mình cập nhật được tin tức về uh, nam ca sĩ quang toàn đột ngột ra đi <laughs> và kính thưa quý vị để tiếp theo uh, mình cập nhật được tin tức về uh, tang lễ của nghệ sĩ Hoàng Lan. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cho biết một số người bạn đã đứng ra lo hậu sự cho nghệ sĩ Hoàng Lan bên cạnh sự giúp đỡ của ban ái hữu Hội Sân Khấu thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Hoàng Lan trúc hơi thở cuối cùng vào 23 giờ 30 ngày 4 tháng 2 tại nhà thuê ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 2, Linh Cửu được chuyển tới chùa nghệ sĩ quận Gò Vấp. À, một số nghệ sĩ đã đến thắp thương đưa tiễn Hoàng Lan về nơi an nghỉ như Trịnh Kim Chi, Phi Phụng. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cho biết lễ động quan diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 2. Sau đó, thi hài của nữ nghệ sĩ được đưa đi quả táng tại Bình Hưng Hòa. Phó Chủ tịch Hội Sân Khấu Thành phố Hồ Chí Minh cho hay do hoàn cảnh của nghệ sĩ Hoàng Lan đơn chiếc không có anh em họ hàng nên lễ tang của bà do một số người bạn thân đứng ra lo liệu. Ban Ái Hữu của Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh giúp sắp xếp địa điểm. Sự ra đi của nghệ sĩ Hoàng Lan ở tuổi 63 để lại thương tiếc với đồng nghiệp. Nói với báo chí diễn viên Phi Phụng cho biết. Chị không làm việc chung Nhưng yêu quý người đồng nghiệp Vì tính tình rất là vui vẻ Hiền qua Từ khi nghệ sĩ Hoàng Lan đổ bệnh Không xoay sở được tiền bạc Bà đã liên hệ nhờ phi Phụng giúp đỡ Có lần à, tôi kêu gọi được 100 triệu đồng Từ các nhà hậu tâm Và mang đến gửi cho chị Chị nói Sao chơi lớn dữ vậy Và nghẹn ngào vì cảm thấy làm phiền mọi người Bệnh của chị nặng chi phí điều trị tốn kém, phải thuê người chăm sóc. Gia đình thì lại đơn chiếc, không có anh em, người thân, do đó chị ấy phải nhờ đến đồng nghiệp, khán giả giúp đỡ. Bây giờ chị không còn canh cánh nỗi lo thiếu tiền trị bệnh nữa rồi, Phi Phụng chia sẻ. Diễn viên Phương Dung cho hay, chị cùng Phi Phụng đã đến thăm Hoàng Lan nhiều lần, chứng kiến cảnh nữ nghệ sĩ, chân tay co quắp, cơ thể đau đớn, chị cảm thấy rất là xót xa trong kiếp của chị nghệ sĩ hoàng lan là người đam mê nghề diễn ngay cả lúc bà đau chân vẫn muốn được đứng trước ống kính trên sân khấu mang ảnh bà thường hóa thân vào những vai diễn ghê gớm đanh đá nhưng ngoài đời rất hiền lành và chân thật trấn thành chia sẻ về người đã khuất hết đau rồi thôi chị ơi nghỉ ngơi nhé mọi người sẽ luôn thương nhớ về chị và kính thưa quý vị à, theo một tờ à, báo giải trí văn nghệ khác thì à, cali sài gòn cập nhật và cũng xin được chia sẻ đến tất cả quý vị vì nó cảm thấy nó buồn cho cái cuộc đời nghệ sĩ khi mà họ à, qua đời mà bên cạnh thì không có bao nhiêu người thân đến đưa tiền lễ đưa tang nghệ sĩ hoàng lan lễ động quan nghệ sĩ hoàng lan diễn ra vào sáng tháng 2 chỉ có năm người đến để tiễn biệt bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Trao đổi với báo chí, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, phó chủ tịch sân khấu thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào 6 giờ 30 ngày 6 tháng 2, lễ động quan của nghệ sĩ Hoàng Lan diễn ra tại chùa nghệ sĩ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 5 người, trong đó có cháu trai ruột từ Bình Phước, có mặt tại lễ đưa tang lễ đưa tang diễn ra trong thời gian ngắn, không có nghi thức đọc điếu văn. Thi hài của bà được di chuyển đến trung tâm hòa táng Bình Hưng Hòa và an táng vào sáng cùng ngày. Tro cốt của nghệ sĩ Hoàng Lan sẽ được an vị tại chùa nghệ sĩ. Hoàn cảnh của nghệ sĩ Hoàng Lan đơn chiếc, không có anh em. Họ hàng nên lễ tang của bà do một số người bạn thân đứng ra lo liệu. Cháu trai ruột của nghệ sĩ thông báo với báo chí. Biết thông tin văn nghệ, nghệ sĩ Hoàng Lan mất đã từ Bình Phước lên đội tang Những người thân còn lại của chị, chúng tôi không liên lạc được, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ. Nữ nghệ sĩ cho biết thêm tâm nguyện cuối đời của đàn chị là dùng số tiền được Mạnh Thường Quân ủng hộ để lo liệu lễ tang Số còn lại gửi tặng các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Nghệ sĩ Hoàng Lan trút hơi thở cuối cùng vào 23 giờ 30 ngày 4 tháng 2 tại nhà thuê ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Bà ra đi sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959 và vào nghề từ năm 1977. Hoàng Lan nổi lên từ chương trình trong nhà ngoài phố sau đó nữ diễn viên rời khỏi đoàn kịch chuyển sang đóng phim truyền hình nghệ sĩ Hoàng Lan từng tham gia các phim như Sống gió cuộc đời cổng mặt trời nữ nghệ sĩ kể từ kể từ uh, bà từng bị trầm cảm vì chuyện tan vỡ hôn nhân và làm ăn thua lỗ nghệ sĩ Hoàng Lan đổ bệnh sau khi đóng xong phim cổng mặt trời Chứng suy thận khiến bà thường xuyên bị mệt mỏi, hai chân đứng không vững. Sau đó bà mắc thêm bệnh, Parkinson, cuộc sống, giãn tính mạch và huyết áp. Và đây là một số lời bình luận chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Lê Thảo, tội cho cô, đến lúc mất cũng không có người thân ruột thịt đưa tiễn. Con trai cô tệ quá, mẹ mất mà cũng bỏ mặt luôn. Phúc sao vàng, À, Lê Thảo có nói như thế này Biết gì gia đình người ta mà nói Hãy để người nghệ sĩ xa đi thanh thản Triệu lương Triệu người quen Có mấy người thân Khi lì trần Có mấy người đưa Vĩnh biệt cô 10061967 Khi ta chết thì mới lòi ra những bộ mật Thật con cái bạn bè Ai tốt và ai xấu OK. Đó là những lời bình luận của khán giả à, khi lì trần có mấy người quen. À, đó là một trong những nhạc phẩm của Vũ Thành An, à, những bài không tên các bạn ha. Vâng, thì cũng rất buồn cho một số nghệ sĩ ra đi, một số ít thôi chứ không phải là nhiều. À, khi lì trần thì không có người thân đưa tiễn, à, trong lễ tang thì rất là hoang vắng. Và một lần nữa, Cali cũng xin chia buồn cùng với gia đình nam ca sĩ Quang Toàn và nghệ sĩ Hoàng Lan, cùng với lại gia đình của nghệ sĩ Hoàng Lan. Vâng, à, cảm ơn tất cả quý vị vì à, đã đưa một những cái tin à, không tốt nhưng mà chúng ta cũng phải cập nhật. Tại vì mình à, làm à, Youtube thì cập nhật thông tin, nhất là mình cũng có làm nghề tay trái cũng liên quan đến vấn đề văn nghệ, nghệ sĩ thì những tin tức về nghệ sĩ thì mình đưa lên thì cũng có tin buồn và đâu đó cũng có tin vui không các bạn ha thì nhất là những cái tin buồn đầu năm này cũng không ai muốn đưa tin hết nhưng mà chuyện sự thật là sự thật chúng ta cũng phải cập nhật tin tức và chia sẻ với cùng với lại khán giả vâng xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ xin chào và hẹn gặp lại một video clip lần sau